Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kiều Trang. Ngày hôm nay hãy cùng tôi đến với một địa điểm cực kỳ hot đang được quan tâm và ghé thăm nhiều nhất tại Thái Nguyên. Đó chính là khu đô thị Danco City, tọa lạc tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh tôi là sa bàn của Danco City, một mô hình thu nhỏ của khu đô thị đẳng cấp châu Âu, rộng 50 hectare. Danco City sớm chinh phục những vị khách đầu tư, khách mua để ở ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên bởi dự án sở hữu nhiều biểu tượng nghệ thuật độc đáo. Mỗi biểu tượng là một kiến trúc về nghệ thuật mang thông điệp riêng. Điển hình là cổng chào khu đô thị lớn nhất Việt Nam, cao 31m, rộng gần 80m. Một hạng mục cực kỳ độc đáo nữa, tháp biểu tượng cao nhất Việt Nam. Vâng, tháp biểu tượng cao 42m này có tên là Victory, nằm trong quảng trường khu đô thị lớn nhất Việt Nam. Dự án còn sở hữu đến 139 bức tượng nghệ thuật độc đáo, đậm chất châu Âu và đại lộ Saint Élysée rộng 30m, dài 1,5 km. Còn bây giờ, hãy cùng tôi thực địa để xem các hạng mục này thực tế sẽ như thế nào các bạn nhé! Ngay bên cạnh tôi lúc này chính là tháp Victory cao 42m. Tháp biểu tượng cao nhất Việt Nam do kỷ lục Guinness xác nhận, ngọn tháp này đã hoàn thiện 100% và tương lai sẽ chiếu sáng toàn bộ khu đô thị. Dọi ánh đèn sáng như ngọn hải đăng dẫn lối, biểu tượng cho sự giàu sang, đỉnh cao và thịnh vượng cho khu đô thị Danco City nói riêng và toàn thành phố Thái Nguyên nói chung. Tượng sư tử tại Danco City lấy theo nguyên mẫu sư tử của nước Anh, biểu trưng cho sự uy quyền, giàu sang và mạnh mẽ. Khi về đến Việt Nam, tượng sư tử được nghệ nhân khắc họa chi tiết từ hình dáng đến đường nét, phù hợp với văn hóa của người Việt. Sư tử dũng mãnh nằm ngay cạnh ngọn đèn sáng bừng trong đêm, sự vững mạnh quả là thể hiện ở mọi nơi. Vâng thưa quý vị, đây chính là cổng chào của đô thị lớn nhất Việt Nam mà tôi vừa nhắc đến, với chiều cao 31m, chiều dài gần 80m. Từng chi tiết đường nét trên từng con bạch mã đều hiện lên sự sắc nét tinh xảo, mềm mại, uyển chuyển nhưng không kém phần uy phong mạnh mẽ. Sở dĩ chúng tôi đưa hình tượng bát ma hùng phong vào công trình cổng của khu đô thị Danco City bởi đây là hình tượng thể hiện sự mạnh mẽ, bách chiến, bách thắng, thể hiện sự nghiệp thăng tiến thần tốc cho từng chủ nhân của Danco City. Hơn nữa chúng tôi mong muốn đây cũng là sự phát triển thần tốc cho khu thị Danco City của chúng tôi. Hấp dẫn hơn khi đi qua cổng dự án, chúng ta sẽ đến ngay với đại lộ sầm uất bậc nhất Thái Nguyên với hàng trăm hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Đó chính là đại lộ Saint Élysée. Đại lộ Saint Élysée chạy xuyên suốt dự án được hình thành với những đường nét sang trọng của kiến trúc châu Âu đương đại cùng sự năng động của cộng đồng thương gia thịnh vượng. Nơi đây sẽ trở thành đại lộ mua sắm sầm uất nhất Thái Nguyên với những cửa hiệu cao cấp và những quán cà phê sang trọng. Cũng tại đây, mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, chủ đầu tư lại tổ chức lễ hội Danco Square, sắc màu lễ hội châu Âu, thu hút 10.000 lượng khách tham quan mỗi tuần, một con số cực kỳ khủng. Vâng thưa quý vị, mỗi biểu tượng nghệ thuật tại đây đều mang đến một câu chuyện riêng, mang trong mình khát vọng thịnh vượng. Hội tụ nhiều biểu tượng nghệ thuật kết hợp với thiết kế kiến trúc tinh tế, Danco City tạo nên những chuẩn mực của giá trị sống, kiến tạo biểu tượng sống kiêu hãnh cho người Thái Nguyên.